Biến chủng mới của Omicron đang dấy lên nỗi lo ngại về một đợt bùng phát dịch mới tại Việt Nam khi cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều liên tiếp ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng. Mới đây qua sàng lọc ngẫu nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo phát hiện 3 ca nhiễm biến chủng mới BA.4 và BA.5. Sáng ngày 5 tháng 7, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đã phát hiện biến chủng BA.4 và BA.5 của Omicron khi tầm soát ngẫu nhiên, trong đó một ca tại Củ Chi và hai ca tại Thành phố Thủ Đức. Ông Nguyễn Văn Nên khuyến cáo, giống thời điểm này năm trước, Bệnh viện Nhân dân gia đình phát hiện 3 trường hợp qua tầm soát ngẫu nhiên. Dù dự báo biến chủng BA.4, BA.5 không nguy hiểm như Delta trước đây, nhưng theo cảnh báo của các nhà khoa học, diễn biến sắp tới rất khó lường. Chúng ta không được lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào. Cũng theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà sản xuất đang sản xuất vaccine mới, nhà nghiên cứu cũng tích cực nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của các biến chủng này. Trước đó ngày 1 tháng 7, Hà Nội cũng đã ghi nhận 3 người nhiễm biến chủng BA.5. Kết quả giải trình tự gen này được thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, biến thể BA.4, BA.5 đã lan nhanh trên toàn cầu với 6 khu vực WHO đang quan sát. Trong tuần qua, biến thể BA.4, BA.5 chiếm đến 55% trong tổng số mẫu toàn cầu. Phó giáo sư Điển nói, đây là một vấn đề đáng lo ngại, Tại Singapore, theo thông báo của WHO, có đến 45% các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến biến thể BA.4, BA.5. Những biến thể này lây lan nhanh hơn và tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh nặng không có sự khác biệt. Giám đốc bệnh viện Nhi trung ương cho biết thêm, tỷ lệ mắc của trẻ em trong thời gian qua, từ lúc bắt đầu dịch đến giờ tương đương với tỷ lệ mắc của người lớn, tức là khoảng 20 đến 25%. Trẻ em mắc COVID-19, trẻ em là nhóm yếu thế bởi chưa được tiêm chủng nhiều, đặc biệt là nhóm người dưới 11 tuổi. Nếu biến thể BA.4, BA.5 lây lan nhanh trong cộng đồng, trẻ em dễ dàng bị lây hơn do ý thức đeo khẩu trang, khử khuẩn không bằng so với người lớn. Dù hai biến thể BA.4 và BA.5 không nguy hiểm như Delta, nhưng các nhà khoa học và tổ chức y tế thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ đằng sau biến thể này là khó lường, do đó người dân không được lơ là mất cảnh giác, nhất là trong bối cảnh mà dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp.